mang thông điệp sống theo thời đại. Tinh hoa đời chia sẻ từ tâm. Xin chào các thiện trí thức đã đến với kênh Sống Theo Thời Đại. Trong hai video trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa ngày Vu Lan báo hiếu và mừng ngày sinh nhật. Trong video hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về tâm sự người cha. Sinh con ra đã là vất vả, nuôi dạy con nên người lại càng khó khăn hơn. Nhưng đây là một sứ mệnh cao cả thiêng liêng của mỗi con người, tiếp nối truyền trao để duy trì nòi giống. Dù nam hay nữ, phần lớn chúng ta cũng đều tình nguyện. Sống Theo Thời Đại là nơi cập nhật cái mới, cái hay thiết thực cho cuộc sống, những diễn biến hàng ngày cùng nhu cầu của xã hội theo đà thế giới, nhưng cũng là nơi ca ngợi tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc do ông cha truyền lại, đồng thời mạnh dạn thú nhận, đưa ra những quan niệm sai sót lạc hậu cần khắc phục để cùng nhau tham khảo. Hôm nay Sống Theo Thời Đại xin giao lưu cùng các bậc phụ huynh có con em ở độ tuổi vị thành niên chuẩn bị bước vào trường trung học. Đây là bài học Sống Theo Thời Đại phải trả giá hơn 8 năm qua khi chưa hiểu về phương pháp, những việc phần lớn xã hội chúng ta đang vướng phải và giải pháp khắc phục, được sàng lọc từ các chuyên gia và nhà tâm lý học. Nếu ai trong hoàn cảnh tương đồng, chúng ta cùng nhau tham khảo và cải thiện. Thứ nhất, cho con làm việc nhà phù hợp với độ tuổi. Không chỉ là phụ giúp cho cha mẹ, đây là điều cần thiết để vận động phát triển cơ thể, mà còn hình thành nên tính trách nhiệm với gia đình và xã hội, đồng thời nhằm giúp con phát huy khả năng phán quyết những việc xảy ra và có trách nhiệm với tập thể, nơi trường, lớp. Nhưng phần lớn chúng ta buộc các con phải tập trung vào việc học, dẫn đến những đứa con được bao bọc, bảo vệ quá cẩn thận sẽ trở thành nhút nhát. Bên cạnh đó, khi con được đáp ứng mọi yêu cầu, tự động trở nên tự mãn. Dần dần con sẽ có thói quen hưởng thụ, luôn sống vào nhờ vả, không biết thế nào là tự lập. Xin mời mọi người xem lại video số 1, Nghĩa Trang giàu nhất hành tinh, sống là không chờ đợi. Thứ hai, từ trước đến nay chúng ta thường nghe nói, thất bại là mẹ của thành công. Trong thực tế, để trưởng thành, không ai tránh khỏi những lần thất bại. Thế mà phần lớn chúng ta không cho phép con mình làm sai bất cứ điều gì, dù là rất nhỏ, ngay cả một đáp án sai về phép tính. Những lúc như vậy chúng ta thường la mắng con nhảy vào làm cho xong việc, nghĩa là chúng ta vô tình tước đi cơ hội được sửa sai và để con dám phiêu lưu, chinh phục những thách thức trong cuộc sống. Chúng ta hãy thay đổi thái độ và đồng hành hỗ trợ tinh thần để con tự trải nghiệm thất bại của mình, giúp con chui rèn ý chí, bản lĩnh và làm tốt hơn trong những lần sau. Xin mời mọi người xem lại video số 2, cách đưa vợ cùng lên đỉnh, thấu hiểu bản thân. Thứ ba, đừng bao giờ giám sát và kỳ vọng về sự hoàn hảo. Chúng ta giúp con thấy được mục tiêu để phấn đấu là việc tốt, nhưng kỳ vọng quá sẽ trở thành hậu quả đáng buồn. Bởi những kỳ vọng hoàn mỹ chỉ mang đến cho con sự chán nản, bất lực vì không thể làm hài lòng cha mẹ. Không nên sắp xếp cho con một thời gian biểu dày đặc, buộc con phải học và học đi theo đúng con đường chúng ta đã chọn. Ngoài ra, chúng ta không nên giám sát các mối quan hệ của con quá chặt chẽ. Những việc làm này vô tình khiến con như con rối, không được tự do làm những điều con thích, luôn phải sống trong sự dồn nén và áp lực của việc học. Điều này sẽ làm cho con không thể tiếp xúc, trải nghiệm những kỹ năng sống thực tế cần thiết ở bên ngoài, dẫn đến trong lòng luôn phiền muộn và mệt mỏi đầy chán nản, thậm chí có một số trở thành tự kỷ.
Do đó chúng ta cần đồng hành trao đổi để biết con mình có ưu thế mạnh và khuyết điểm yếu nào. Hãy đặt ra mục tiêu và động viên về điểm mạnh của con trong giới hạn để tạo động lực cho con tiến lên phía trước. Thứ tư, ngược lại vấn đề trên, chúng ta muốn con tự do phát triển hay quá bận rộn với công việc nên không thể quản lý con. Biết rằng, việc quản lý giám sát con quá chặt chẽ là điều không tốt, nhưng việc để con quá tự do và không đặt ra những quy tắc thì sẽ dẫn đến hậu quả thật là tồi tệ. Tạo cho con cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng thiếu sự quan tâm, dẫn đến việc con sai định hướng, suy nghĩ lệch lạc về cuộc sống, kết giao với những thành phần không tốt trong xã hội, từ đó dễ đi vào con đường tội lỗi. Sau này chúng ta có những video chứng minh cụ thể từng nhân vật. Vậy chúng ta hãy đặt ra những quy tắc cần thiết, giải thích nguyên nhân tại sao mình phải cần đặt ra những nguyên tắc và mục tiêu đó, để con tự nguyện làm theo với tinh thần hưng phấn. Thứ năm, trong chúng ta chắc hẳn việc so sánh con mình với những đứa trẻ khác đồng trang lứa là chuyện ít nhất một lần phạm phải hay thường xuyên là khác. Nếu đặt mình vào vị trí của con, chúng ta sẽ hiểu cảm giác thấy buồn và tủi thân như thế nào. Trong một số trường hợp tồi tệ hơn, có thể khiến con bị tự ti, làm xói mòn suy nghĩ tích cực của con. Nguy hiểm hơn là có thể con sẽ ngưng cố gắng, không còn đưa ra những ý tưởng phát minh vì sợ thất bại sẽ khiến cho cha mẹ mình thất vọng. Vậy chúng ta đừng trách tại sao con của mình không thể bằng những đứa trẻ khác. Hãy nhìn lại cách nuôi dưỡng và dạy dỗ của chúng ta và cố tìm ra điểm mạnh của con, động viên con tiến bộ. Đây là cách tốt nhất để con có tư duy đúng đắn và phát triển lành mạnh theo đà xã hội. Thứ sáu, phần lớn chúng ta sau một ngày làm việc vất vả, áp lực công việc mệt mỏi dẫn đến phát sinh những bực dọc khó chịu, cần một góc riêng tư để thư giãn, nên không muốn phải nghe những chuyện liên tục bên tai, vô tình tạo ra một số tình huống không kiểm soát được như hành vi và ngôn ngữ. Điều này là vô cùng tai hại vì con chúng ta sẽ nghĩ rằng cha mẹ thật là đáng sợ, tự tạo nên khoảng cách, dẫn đến việc chúng ta sẽ không thể biết được điều gì đã xảy ra, ngay cả khi con chúng ta bị bắt nạt, lạm dụng hay xâm hại. Vì vậy, trước tiên chúng ta cố gắng giải quyết sắp xếp xong công việc của cơ quan hay công ty trước khi về nhà. Chúng ta cần tâm sự cùng con, kể những điều mình đang gặp phải và dẫn dắt theo chiều tích cực. Thứ bảy, vấn đề ở đây là phần lớn chúng ta luôn muốn mình thật hoàn hảo trong lòng của con. Khi gặp bất kỳ chuyện khó khăn nào cũng không hề tâm sự, biết rằng việc đó là tích cực, nhưng cũng là một sai lầm lớn của chúng ta. Con đã vị thành niên rồi sẽ gặp những vấn đề khó khăn trong những ngày sắp tới. Vậy chúng ta cần truyền đạt và cung cấp nhiều thông tin dễ hiểu nhất với con về vấn đề đang diễn biến. Đây là cách tốt nhất giúp con thoát khỏi những khó khăn trong cảm xúc. Tất nhiên, chúng ta là người giải quyết, thay vì đợi điều tồi tệ xảy ra. Thứ 8, trao đổi với con về giới tính ở tuổi dậy thì là vấn đề luôn gây đau đầu cho các bậc làm cha, làm mẹ. Nhưng nếu chúng ta càng né tránh, vấn đề sẽ càng phức tạp hơn khi con đang ở tuổi này. Chính chúng ta cũng cảm thấy không thoải mái khi trao đổi những điều tế nhị, trong khi các con cần sự giải thích hiện tượng từng ngày đang diễn biến, xảy ra trên cơ thể chúng. Vì thế, dù là con trai hay con gái, chúng ta cũng cần cung cấp cho con những thông tin chánh thống bằng sách, từ các chuyên gia mà chính mình đã là người kiểm chứng, hay các diễn đàn y học về giới tính, tạo điều kiện cho con tiếp xúc với môi trường xã hội nhiều hơn. Chúng ta là người đồng hành, tâm sự cùng con, nên làm thế nào cho đúng nhân cách và phẩm hạnh.
Chú ý, khi nhận thấy con bắt đầu ngưng nhận sự giúp đỡ từ chúng ta, lúc này hình ảnh của cha mẹ đã dần mờ nhạt. Đồng thời dựa vào bè bạn nhiều hơn trong thế giới riêng của con mình. Chúng ta cần tỉnh táo đồng hành để cùng con vượt qua giai đoạn tâm sinh lý có nhiều thay đổi lớn. Trong thời gian này, con thật sự có những bí mật muốn giấu chúng ta. Trong suy nghĩ của chúng giữa hai thế hệ là điều khiến cho con khó mở lòng và trò chuyện được. Khi con còn nhỏ, chúng ta có thể hỏi thẳng vấn đề. Nhưng ở tuổi dậy thì, những câu hỏi trực tiếp khiến con khó chịu và cảm thấy thế giới riêng của mình bị xâm phạm. Nên chúng ta cần đồng hành bên con, không đặt bất cứ câu hỏi nào, chỉ lắng nghe thôi thì sẽ có khả năng biết được rất nhiều bí mật mà con đang giấu. Thỉnh thoảng, chúng ta có thể chủ động chia sẻ hay đưa ra lời khuyên cho con, nhưng đừng can thiệp hay cố giải quyết các vấn đề của con. Việc hiểu rõ những thay đổi về tâm sinh lý diễn ra trong tuổi dậy thì của con là điều rất cần thiết. Nhờ đó, chúng ta sẽ có cách đồng hành cùng con hiệu quả. Sau đây là 10 dấu hiệu tố cáo hành vi dạy con sai cách của chúng ta. 1. Nếu con thường xuyên làm phiền chúng ta một cách cố ý, nghĩa là chúng ta đang thiếu sự quan tâm đến con. Hơn ai hết, con luôn luôn cần được sự yêu thương và quan tâm của chúng ta. Khi điều đó không đủ, con sẽ cố gắng tìm mọi cách để lôi kéo sự chú ý của cha và mẹ. Đừng để công việc trước mắt cuốn hút chúng ta. Đến khi nhìn lại hối hận thì đã muộn vì không dành nhiều thời gian cho con. 2. Khi con nói dối, chúng ta đừng vội trách con mà nên xem xét lại. Vì sao con phải nói dối? Phải chăng vì chúng ta đã quá phản ứng gay gắt với những sai lầm trước đó của con? Chính vì thế con quá sợ hãi khi hôm nay tiếp tục bị sai lầm nên phải buộc lòng nói dối. 3. Nếu con chúng ta quá tự ti thì đừng vội kết luận cho rằng do bản tính. Đó chỉ là một phần, còn lại phần lớn do chúng ta luôn răng dạy chê bai con trước mặt người khác mà ít khi động viên đúng lúc. Đây cũng là sai lầm khá phổ biến phần lớn chúng ta đang mắc phải. 4. Con không biết tự bảo vệ bản thân là do chúng ta luôn kỷ luật con ở chốn đông người. Đây là một cách dạy con sai lầm rất tai hại. Việc phạt con khi có mặt người khác, kể cả anh chị em ruột, cũng khiến con xấu hổ, cảm thấy bị tổn thương, lâu dần hình thành bản tính nhút nhát, không dám đứng lên tự bảo vệ bản thân mình. 5. Có rất nhiều đứa con nhà khá giả, luôn được cha mẹ sắm cho đầy đủ đồ dùng nhưng vẫn có thói xấu là thích lấy đồ của người khác. Đó là do chúng ta không cho con có quyền lựa chọn bất cứ thứ gì từ bé. Khi quá ham muốn một điều gì đó, con sẽ hành động theo bản năng, đó là lấy thứ mình yêu thích. Lâu dần sẽ trở thành một thói quen và rất khó để sửa. Đây là sự tích lũy rất lâu trong tiềm thức. Chúng ta cần hiểu rõ nguyên nhân này nhé. Hãy đồng hành tháo gỡ cùng con. 6. Do chúng ta chăm sóc con quá chu đáo, không cho con quyền được sai lầm hay vấp ngã. Chỉ cần một khó khăn nhỏ, chúng ta đã vội giúp đỡ, nhanh chóng dọn đường trước cho con đi. Chính vì thế mà con ỷ lại vào cha mẹ. Điều này vô cùng tai hại, biến con chúng ta thành gà công nghiệp, ăn, chơi và ngủ. Rất khó để thành công khi đã lớn. 7. Hành vi của con có tính ghen tị. Đây cũng là cách dạy con sai lầm của chúng ta tạo nên. Nếu chúng ta luôn thích so sánh con mình với con người khác hay thường xuyên chê bai, con tự cảm thấy mình bị thiệt thòi nên sinh lòng ghen tị.
lâu dần sẽ hình thành tính ích kỷ ở con. 8. Thấy con thường xuyên cáu giận cũng là do chúng ta dùng sai phương pháp. Nếu chúng ta dành quá ít thời gian để đồng hành, dùng lời khen ngợi, điểm mạnh để động viên cho con, mà chỉ nhìn thấy điểm yếu của con và luôn phê bình, sẽ khiến con bị ức chế về cảm giác. Sự ức chế này sẽ gây ra phản xạ cáu giận vô cớ thường xuyên. 9. Con sẽ học được sự tôn trọng người khác từ chính cách cư xử của chúng ta. Nếu chúng ta không bao giờ quan tâm đến cảm nhận, suy nghĩ và ý kiến của con, thì con cũng sẽ học được cách không tôn trọng người khác, kể cả người thân, mà chỉ biết đến bản thân mình. 10. Khi được sinh ra, không có đứa con nào tự nhiên biết phép lịch sự. Nếu không được dạy dỗ thì sẽ trở nên ngộ nghịch. Đặc biệt, con luôn học cách cư xử từ chính cha mẹ của mình. Khi chúng ta cư xử với người thân và xã hội như thế nào, đó là tấm gương phản chiếu cho chính con mình trong hiện tại. Dù chúng ta thành đạt đến tột cùng trong xã hội, nhưng không hiểu và đồng hành được cùng con, thì trước mặt chúng ta là sự thất bại vô cùng to lớn, vì không có đội ngũ kế thừa kề cận nhất. Sống theo thời đại nói như thế, mọi người đừng hiểu lầm, nhất thiết buộc con phải theo sự nghiệp của chúng ta đang đeo đuổi, mà chúng ta cần có nền móng, phẩm hạnh và đạo đức. Mọi diễn biến của xã hội đều có thể dịch chuyển từ mô hình này sang mô hình khác. Trên đây là phần sơ lược xã hội là chốn muôn màu, sự nghiệp trăm năm trồng người không thể một sớm một chiều mang về kết quả. Đứng trước một sự thật phũ phàng, chúng ta cần có thời gian thực hiện theo từng bước. Nhưng việc cải thiện vấn đề tiến triển diễn ra rất chậm, có những lúc dường như không có dấu hiệu khả quan. Sống theo thời đại tiếp tục tìm giải pháp, đến khi được học và nghe qua bài thuyết giảng của các vị thầy như 1. Thầy Nguyễn Phùng Phong, kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới. 2. Thầy Nguyễn Thành Nhân, chuyên gia đào tạo nhiều lĩnh vực của Việt Nam, đặc biệt là gia đình. 3. Thầy Ngô Minh Tấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CEO Việt Nam. 4. Thầy Trần Việt Quân, chân nhân thành đạt, diễn giả, người truyền cảm hứng. 5. Thầy Thích Tâm Nguyên, Chùa Hoằng Pháp Việt Nam, vị sư trẻ mang điều thiết thực vào cuộc sống. Sống theo thời đại mới ngộ ra những điều chân lý, giải pháp đưa ra hoàn toàn ngược lại từ trước đến giờ. Đã biết được nguyên nhân và những điều cần cải thiện, chúng ta phải bình tĩnh đối đầu cùng thực tế. Thời gian đã đi qua thì không thể nào quay lại được. Các cách đó như thế nào, xin hẹn mọi người ở video sau, chúng ta cùng nhau tìm hiểu và thực hiện. Được công chiếu định kỳ vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh Sống Theo Thời Đại. Để kết thúc video Sống Theo Thời Đại, xin gửi đến mọi người một đoạn thơ tóm tắt những phương pháp dạy con chúng ta cần cải thiện. Khi muốn hóa giải được một vấn đề, không thể thiên về một phía. Đây cũng là bài thơ Sống Theo Thời Đại viết lên để xin lỗi con trai của chính mình. Khi bản thân chưa phải là người sống theo thời đại, xin mời mọi người cùng tham khảo. Con thường trách cha nghiêm khắc, đâu biết đường đời dày đặc chông gai. Muốn con vững bước tương lai, nên cha dõi mắt từng ngày trông theo. Đời cha xuống biển lên đèo, khó khăn trắc trở hiểm nghèo trải qua. Con ơi nghe lấy lời cha, cố công học tập để ra trường đời. Thương con hành động thay lời, lòng cha chỉ có đất trời hiểu thôi. Bên con bạn xấu cuốn lôi, dùng lời quá đáng phản hồi cùng cha.
Tuy buồn cha vẫn bỏ qua, mong con trở lại nết na ngày nào. Cha con cùng giọt máu đào, khi con vấp ngã cha nào sướng vui. Tạo tầng đi ngược về xuôi, kinh doanh lợi nhuận để nuôi con mình. Vì cha cục trụ gia đình, quá nhiều áp lực tánh tình khô khan. Mẹ con thay thế thời gian, nâng niu triều mến dịu dàng sẻ chia. Cha thường đi sớm về khuya, tính toán công việc phân chia để làm. Lắm điều nghịch cảnh phải cam, con ơi thông cảm việc làm cho cha. Trong thời cám dỗ xa hoa, con luôn oán hận khi cha la rầy. Tự cho kiến thức đủ đầy, cha như chiếc lá úa gầy ven sông. Con cho thế hệ hai dòng, cha sao hiểu được á cầm thời nay. Tuổi teen muốn có tương lai, iPhone, iPad và xài tai ga. Con cần lòng cũng xót xa, cha chưa đáp ứng thế là trách thôi. Quanh mình ảo vọng cuốn lôi, con quên hình ảnh chiếc nôi năm nào. Quên câu mẹ hát ngọt ngào, cha bò con cười dạt dào yêu thương. Nay con nơi chốn học đường, mẹ cha giàu dạy nắng sương mỗi ngày. Mong con sớm được thành tài, tấm thân đỡ cực dạng dài như cha. Cuộc đời dù lắm phong ba, con đường học tập thoát qua đói nghèo. Xa nhà bạn xấu đừng theo, lân la sớm muộn cũng đeo vào mình. Đôi câu cha đã tâm tình, không đâu hơn mái gia đình con ơi. Cha con tuy ở hai nơi, lòng cha vẫn mãi trọn đời bên con. Dù cho trăng khuyết hay tròn, quê nhà cha vẫn mỏi mòn ngóng trông. Lo con có vững bước không, đôi chân chập chững giữa dòng tiến thân. Cha đây cũng lỗi một phần, nghĩ theo quan niệm cá nhân của mình. Hòa cùng thế giới văn minh, thời gian quá ít tâm tình cùng con. Ngỡ lo mọi việc chu toàn, là tròn trách nhiệm với con của mình. Nay cha thấu hiểu sự tình, sống theo thời đại hành trình cùng con. Cảm ơn các thiện tri thức đã đồng hành. Xin hãy like, share, comment ý nghĩ của bạn. Đăng ký ủng hộ kênh. Rung chuông, chọn tất cả để ưu tiên nhận đầy đủ các video mới nhất, cùng nhau lan tỏa giá trị đến cộng đồng.